Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng ơi, đây là một vị khách hàng nam đang triệt lông vùng bụng tại thẩm mỹ Ohio. Vị khách hàng này thì có tình trạng lông rất là nhiều ở cả vùng bụng, ngực, tay và chân của mình nữa. Tuy nhiên là anh mới chỉ lựa chọn vùng bụng để triệt trước để xem là cái hiệu quả nó như thế nào. Sau đó thì anh mới quyết định là sẽ sử dụng liệu trình triệt lông toàn thân tại thẩm mỹ Ohio. Và ngày hôm nay thì cũng đang là giữa liệu trình của anh và năng lông của anh đang cải thiện rất là tốt. Đây là một ví dụ rất trực quan về vùng chưa triệt lông và vùng đã triệt lông tại thẩm mỹ Ohio. Tình trạng lông ban đầu của anh ở vùng bụng thì giống như vùng ngực, rất dài, dày, rậm, cứng. Tuy nhiên sau khi sử dụng liệu trình triệt lông vĩnh viễn tại thẩm mỹ Ohio thì tình trạng năng lông vùng bụng của anh đã được cải thiện rất là nhiều. Lông đã chuyển về tơ mảnh, không nhìn rõ lỗ chân lông được thu nhỏ lại và bên cạnh đó làn da còn được tăng sinh collagen khiến làn da mịn màng hơn và trắng đều màu so với các vùng da khác. Nếu quý vị cũng đang có tình trạng lông râu rậm rạp thì hãy đến sử dụng liệu trình triệt lông triệt râu vĩnh viễn tại thẩm mỹ Ohio. Chúng tôi cam kết sẽ mang tới cho quý vị một liệu trình an toàn, hiệu quả nhất trong thời gian ngắn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.